Kính chào đồng bào quý mến. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học hỏi về một bài học rất là đặc biệt về hiện tình đất nước Việt Nam chúng ta. Và chúng ta cần làm gì để giải tán thế giới cộng sản và cũng như để lấy lại quê hương đất nước Việt Nam chúng ta khỏi bọn con buôn thế giới. Kính thưa đồng bào quý mến, hôm nay là 18 tháng 1 năm 2017. Chúng tôi sẽ đóng một vở kịch là người lãnh đạo cứu Việt Nam. Và tôi đóng vai là Phù Đổng Thiên Vương tái thế, công bình bác ái, dẹp bỏ chế độ cộng sản, nói cho cùng là giải tán thế giới cộng sản, và đồng thời dằn mặt bọn tài phiệt quốc tế, và trong đó thì có bọn tham nhũng, tham sân si, start mất kịch, mượn đồ heo nấu cháo, rồi bọn lo đong đầy những túi tham không đáy. Nói cho cùng là thế giới cộng sản đó, tức là cộng tài sản của ai đó không biết, nhưng mà chỉ muốn chiếm đoạt, muốn giật, muốn ăn cướp bằng cách này cách khác. Thì chúng tôi sẽ đóng vai Phù Đổng Thiên Vương tái thế. Và đương nhiên cái vở kịch này đó sẽ dùng rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, bởi vì một vở kịch mà, thì với một kịch sĩ thì tôi đóng một cái vai là ông Thánh Gióng, Phù Đổng Thiên Vương tái thế đó, và là vua Việt Nam. Thì đồng bào hãy cùng nhau chia sẻ vở kịch này, thưởng thức và đồng thời góp ý trong đầu mình. Có những câu hỏi gì thắc mắc thì sẽ đặt ra, và tôi tìm cách, tìm thời giờ để trả lời nếu mà tôi có thể. Thì vở kịch này rất là đặc biệt, thành ra đồng bào cần theo dõi, bởi vì có thể đây là một vở kịch mà là hiện thực đang xảy ra trong cõi càn khôn. Thành ra đồng bào cần phải theo dõi và enjoy. Nhớ, đây là một vở kịch, thành ra tôi dùng rất nhiều ngôn ngữ đặc biệt, mà cũng như nhiều ngôn ngữ rất là khó nghe, hoặc là nhiều ngôn ngữ lạ. Thành ra đừng có hiểu lầm rồi giận hờn tôi vô ích, bởi vì tôi đang đóng vai một kịch sĩ, một kịch sĩ đóng vai một người lãnh đạo cứu nguy Việt Nam, và đồng thời đóng vai vua Việt Nam, tức là đóng vai Phù Đổng Thiên Vương tái thế, Đại Việt vương đạo, vương đạo Đại Việt, công bình bác ái, tồn tại cùng càn khôn. Thì ngày hôm nay chúng ta có nhiều vai tôi sẽ đưa ra trong cái vở kịch này, và trong đó thì có hai vai đặc biệt, là có hai người bạn là thế giới thú vật, tức là ngôn ngữ người đời nói là súc sinh, súc là súc vật, sinh là sinh vật. Here we go, Levi. Bây giờ mình để tôi giới thiệu thành phần. Ngoài tôi ra thì chúng ta có một kịch sĩ là Levi. Anh chàng này là Levi. Levi. Anh chàng này là Levi nha. Anh chàng Levi. Anh này có thể đóng vai là những tay tài phiệt quốc tế, hoặc là những tay cộng sản, hay là những tay kêu bằng, anh này sẽ có thể đóng nhiều vai lắm. Thì một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ coi anh này đóng vai gì. Ok, anh này là
tên thật ảnh là Levi, ảnh rất là bình dân, ảnh sống sao không được, nhìn cái mặt ảnh, tướng ảnh long ảnh là biết ảnh dân kêu bằng rất là bình dân. Right Levi, you're a good boy, right? You're a good man, alright, okay. Okay, rồi kế nữa thì chúng ta có một kịch sĩ nữa, kịch sĩ này tên là Misa. Cái cô này thì tên là Misa, sẽ đóng một cái vai gì, nhiều vai ngày hôm nay, thành ra đó, đây là Misa. Right Misa, this is Misa, okay, there we go, okay. Rồi bây giờ đồng bào sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nha, giờ bắt đầu nha. Kính thưa toàn thể đồng bào thương mến, tôi đã làm việc cứu nguy Việt Nam từ năm 1999 và tôi đã vâng lệnh Thượng Đế Toàn Năng cùng bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta, cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong, hương hồn tử sĩ, thành lập Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam từ năm 1999 và tôi đã liên lỉ làm việc và tôi đã nhận lãnh hai sấm lệnh quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại, cũng như tôi đã nhận lãnh nhiều phép lạ của Thượng Đế Toàn Năng đã tỏ hiện ra trên mây trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện ở tại On County. Và tôi đã liên lạc cùng đồng bào, cũng như tôi đã liên lỉ thông báo trên các cơ quan truyền thông bằng đủ mọi cách mà tôi có thể với khả năng mà Thượng Đế ban cho tôi. Và đương nhiên có một số ít đồng bào, rất là ít, thức tỉnh và đã phụ giúp tôi từ thuở đó đến bây giờ. Nhưng mà số đó thì rất là ít, có thể đếm đầu ngón tay thôi. Và rồi thì đương nhiên tôi đã dùng tất cả những cái phương tiện với khả năng của chính mình có để mà làm việc này, tức là lãnh đạo Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam để giải tán thế giới cộng sản và nói cho cùng là cứu nguy Việt Nam. Và thưa đồng bào thương mến, kết quả thì hiện tại bây giờ thì trên diễn đàn Internet thì có trên dưới 10 triệu view xem. Và thật sự thì tôi cũng biết là có bao nhiêu người thấu hiểu khi mà xem chương trình Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại. Thưa đồng bào, để chúng ta biết là đất nước Việt Nam chúng ta đang bị bán cách này hay cách khác, và bọn tàu cộng chúng nó là những đứa lái buôn và chúng nó đã mua đất nước Việt Nam chúng ta từng location, từng vùng, từng khu, và chúng nó chọn những cái khu nào tốt nhất, và cũng như chúng nó đã hối lộ cho bọn cộng sản ở Việt Nam bấy lâu nay, nhất là từ khi sau khi thằng
Lê Duẩn chết. Thì bọn Tào Cộng đã ồ ạt hối lộ mua chuộc như gài bẫy, trấn áp tất cả những thằng tổng bí thư đảng Cộng sản ở Việt Nam, cũng như tất cả những chức vụ quan trọng trong guồng máy chính quyền Cộng sản ở Việt Nam. Và thưa đồng bào, đến giờ phút này thì tất cả những hợp đồng buôn bán đất, bán biển và bán độc quyền khai thác, độc quyền phải nói là đấu thầu cũng như là khai thác, xây dựng bất cứ công sở gì ở tại Việt Nam chúng ta, mà những nơi quan trọng thì đều vào tay bọn Tàu Cộng dính vào, nhúng vào. Thì thưa đồng bào thương mến, người Việt Nam chúng ta, mình chỉ nhận diện rõ ràng khoảng thời gian mới đây thôi. Nói không có sách phải mắt, phải có chứng. Cũng như chút xíu nữa đây tôi sẽ trình bày những phép lạ vĩ đại và những sấm lệnh quan trọng nhất thời bây giờ mà tôi đã nhận được và chúng ta có trọng trách phải phân phát cho tất cả đồng bào nhân loại. Tôi sẽ thông báo những cái phần quan trọng đó sau. Bây giờ tôi tiếp tục để chúng ta khỏi bị quên lãng về vấn đề Việt Nam chúng ta. Thì thưa đồng bào, tỉnh thoảng tôi nói chuyện đây tôi phải nhìn vô cái phía bên này là có cái monitor nhỏ nhỏ để coi cái thời gian nó còn, thời giờ nó còn không. Nghe không? Chứ đây không có nhắc máy nhắc tuồng gì đây đó. Tôi làm việc theo thiên lệnh ý của ông trên. Có chú Thánh Thần, có tổ trời, có ông bà tổ tiên mình, có hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong ở cùng tôi. Ở thế giới siêu nhiên á, mắt thông thường chúng ta không thể nhìn thấy được đâu. Thì bây giờ chúng ta quay lại cái vấn đề mà tình hình đồng bào Việt Nam chúng ta đang mong chờ, đang ước ao cái gì thực tế nhất. Thì đồng bào thấy cách đây không lâu, khi mà Obama, Tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam, thì người Việt Nam chúng ta kể như là vô cùng vui mừng và hân hoan đón tiếp anh chàng Tổng thống Mỹ là Barack Obama. Rõ ràng và anh chàng này tương đối là rất là bình dân, tương đối là được. Rồi đồng bào cũng biết cách đó không lâu thì trước khi Obama đến Việt Nam thì Tập Cận Bình là đại diện cho bọn Tàu Cộng, Trung Cộng, Cộng sản. Thì khi mà chúng nó đến Việt Nam thì đồng bào thấy người Việt Nam chúng ta không đón tiếp, không hân hoan, không chào mừng, mà ngược lại là biểu tình và rất là oán ghét, thù hận Tập Cận Bình. Bởi vì Tập Cận Bình là đại diện cho Cộng sản, bọn quỷ Sa Tăng. Cộng sản là quỷ Sa Tăng, mình mới hiểu như vậy thì mình mới dễ làm việc. Có tầng, có giới, có khoa. Chúng ta là nhân loại. Hồi nãy tôi giới thiệu hai con chó là súc sinh. Thì đương nhiên có thế giới ác quỷ, chắc chắn là có đó. Cũng như có thế giới thiên loại. Trong đó có tổ trời, có chúa, có Phật, có thánh thần, có ông bà tổ tiên mình, có anh hùng chiến sĩ trận vong. Thế giới thiên loại cao hơn, cao nhất. Thế giới thiên loại. Thì thưa đồng bào, rõ ràng người Việt Nam chúng ta không chấp nhận thế giới Cộng sản, cũng như người dân Việt Nam chúng ta không chấp nhận tư tưởng Cộng sản. Người dân Việt Nam chúng ta
chỉ muốn sống tự do, công bình bác ái, mưu cầu hạnh phúc, rất là bình dị, hòa mình và tồn tại cùng càn khôn. Đó là người Việt, đó là cơ bản của người Việt Nam chúng ta. Thế thì bây giờ hôm nay là ở Việt Nam là ngày 18 tháng 1 năm 2017. Còn ở tại Mỹ thì ngày 17 tháng 1 năm 2017. Đến giờ phút này thì đồng bào thấy rõ ràng người Việt Nam chúng ta thù hằn thế giới cộng sản. Bởi vì thế giới cộng sản đã hủy diệt đời sống nhân loại và cũng như chắc chắn hủy diệt đời sống người Việt Nam chúng ta. Trên dưới 80 năm nay à? 70-80 năm nay đúng không? Thì thưa đồng bào thương mến, bây giờ làm sao mà chúng ta giải tán thế giới cộng sản? Mình nói trước đi là tại Việt Nam á, làm ở cách nào? Và trọng điểm bây giờ, gần nhất bây giờ là Việt Nam đóng vai mấu chốt chính để giải tán thế giới cộng sản và thay đổi thế giới. Mình phải nhìn thẳng vào vấn đề. Trục tài phiệt quốc tế từ bản xanh, từ bản đỏ và cũng như các vùng kinh tế và buôn bán giao thông ở tại Đông Nam Á, nhất là vùng Việt Nam chúng ta cũng như những vùng lân cận xung quanh Việt Nam chúng ta, đóng vai quan trọng nhất bây giờ. Quan trọng nhất bây giờ là bởi vì nếu Việt Nam chúng ta giải tán cộng sản thì thế giới cộng sản sẽ chấm dứt. Và thế giới sẽ thay đổi một cách phải nói là 180 độ. Trọng điểm Việt Nam chúng ta đóng vai quan trọng như thế. Rõ ràng mình không biết bây giờ ngồi kể lý do tại sao thì những cái sự việc đó phải nhờ đến những chính trị gia, những kinh tế gia trình bày góp ý cho chúng ta cùng nhau thấu hiểu thêm. Tôi chỉ biết phần nào về những sự việc đó thì tôi chỉ nói lên để gợi ý lên cho chúng ta cùng nhau suy gẫm. Thì nếu bây giờ chúng ta giải tán thế giới cộng sản, giải tán cộng sản ở Việt Nam, thì tức là chúng ta con người giải tán thế giới cộng sản dứt khoát, chấm hết. Thế thì chúng ta làm cách nào để chu toàn công việc này? Bởi vì nếu mà chúng ta không làm thì chuyện gì xảy ra? Trung Cộng sẽ chiếm Việt Nam chúng ta. Và bọn Trung Cộng chúng nó sẵn sàng giết sạch đàn ông Việt Nam, cũng như thanh niên Việt Nam, cũng như con trai Việt Nam, phái nam người Việt Nam mình đó. Bọn Trung Cộng sẵn sàng giết sạch trong những ngày tháng năm sắp tới khi mà chúng nó chiếm trọn Việt Nam. Chúng nó chỉ chừa lại phụ nữ thôi để bắt làm nô lệ cho chúng. Và đó là chính sách của bọn Trung Cộng đối với tất cả những quốc gia láng giềng trên quả địa cầu.
và trọng điểm chúng nó luôn luôn lúc nào cũng muốn dứt điểm trước là thanh niên đàn ông Việt Nam chúng ta cũng như đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng nó bằng mọi cách phải chiếm đoạt đất nước Việt Nam chúng ta, cũng như bằng mọi cách chúng nó phải chiếm đoạt phụ nữ Việt Nam chúng ta. Và chúng nó bằng mọi cách sẵn sàng giết sạch phái nam người Việt Nam chúng ta. Đồng bào biết bọn lực Tàu Cộng thì chúng nó có hàng bao nhiêu triệu tù thường phạm, và chúng nó sẵn sàng dùng bao nhiêu triệu tù nhân đó ôm súng tràn vào Việt Nam để giết sạch đàn ông Việt Nam trước khi chúng nó tung quân chính quy vào. Tôi chỉ nói sơ qua thôi để cho chúng ta hiểu về tình cảnh của bọn Tàu Cộng, bọn Trung Cộng nó đang sắp xếp như thế nào. Và cũng có những người Việt Nam chúng ta cho rằng cộng đồng thế giới sẽ cứu giúp chúng ta khi mà sự việc đã xảy ra, nhất là nước Mỹ sẽ cứu chúng ta, thế giới tự do sẽ cứu chúng ta khi mà sự việc có xảy ra. Thưa đồng bào thương mến, chúng ta chờ đến cái ngày mà đó xảy ra thì lúc đó đã trễ, đã muộn rồi. Muộn rồi. Bởi vì Tàu Cộng chúng nó ở sát một bên, rồi đồng thời chúng nó đã cài người ở trong đất nước Việt Nam chúng ta, có hàng bao nhiêu trăm ngàn quân tinh nhuệ của chúng nó ở tại đất nước Việt Nam chúng ta. Và chúng nó có đầy đủ vũ khí, chúng nó đã tàn trữ. Rồi từ biển đánh vào, từ Lào đánh qua, từ Campuchia đánh thốc lên, từ Thái Lan phạn vào, rồi từ biên giới miền Bắc nó tràn xuống. Thôi thì thôi, đàn ông Việt Nam chúng ta sẽ bị tàn sát hết, bị chúng nó giết sạch. Rồi lúc đó thì thế giới tự do mới kéo vào cứu chúng ta. Chuyện đã rồi. Too late. Đó là chưa hết. Tình hình thế giới bây giờ rất là rối ren. Nước nào cũng có sự khó khăn của nước đó. Đồng bào nghĩ rằng thế giới tự do, thế giới tư bản, thế giới giàu có sẵn sàng hy sinh để cứu người Việt Nam chúng ta, cứu đất nước Việt Nam chúng ta khi mà bọn Tàu Cộng nó tràn qua, nó giết sạch đàn ông Việt Nam. Không có một quốc gia nào mà cho chúng ta free, cho chúng ta, cho không chúng ta bất cứ cái gì đó. Lúc nào cũng có quyền lợi đi chung, cho để nhận được gì. Còn vấn đề về từ thiện thì cái việc đó cũng có nhưng mà hiếm lắm. Là bởi vì hiện tại trên thế giới, ở khắp mọi nơi, mọi quốc gia đang gặp khó khăn trước sự chuyển mình của càn khôn và của những tội ác do chính con người gây ra. Và hiện tại thế giới nhân loại bây giờ đang đứng trước sự hủy diệt, tức là đoạn cuối đường hầm và không có ánh sáng của nhân loại tỏ ra để mà dẫn dắt nhân loại. Bởi vì nhân loại chúng ta chỉ hiểu biết tới đó thôi, và đã gây ra quá nhiều phiền toái cho sự sống trên quả địa cầu nói riêng, và làm phiền đến cả càn khôn nói chung. Thế giới nhân loại mà chỉ hiểu biết tới đó và quậy phá tới đó thôi. Và bây giờ thì trên 7 tỷ người đang có mặt trên quả địa cầu, và không có lối thoát. Đồng bào thấy trên thế giới bây giờ đâu có bình an, bình yên. Thật sự có bình yên.
Kính thưa đồng bào thân mến, tôi chỉ dẫn chứng một vài sự việc là đồng bào có biết là những kẻ giàu có quyền thế trên quả địa cầu, thành phần đó có khoảng 5-30 ngàn người thôi, 5-30 ngàn người trong tổng số trên 7 tỷ người. Họ đã to rập với nhau và họ đã xây những cái căn sự hầm hố, khu nhà ở dưới lòng đất, ở dưới đáy biển, ở dưới chân núi để bảo vệ cho họ và gia đình họ khi mà họ cho chiến tranh nguyên tử bùng nổ để giết sạch hầu hết nhân loại. Và chỉ có nhóm của họ là 5-30 ngàn người giàu có quyền thế trên quả địa cầu được sống sót. Đó là những cái việc mà họ đã và đang làm, xây những nhà kiên cố ở dưới lòng đất, dưới đáy biển, dưới chân núi. Nói cho cùng là trình độ và khả năng của nhân loại chỉ đến đó thôi. Tức là bây giờ có trên 7 tỷ người và những kẻ giàu thì giàu quá, nghèo thì nghèo quá. Và rồi môi trường thì hư hại nặng nề. Và rồi không giải quyết được gì cả. Và rồi nhóm giàu có quyền thế hống hách này, nhóm này rất là kiêu ngạo, họ định đến cái chuyện mà gây chiến tranh nguyên tử để giết sạch hầu hết nhân loại. Kính thưa đồng bào, đó là những gì mà những người này đang toan tính. Đảm bảo cho tôi kiểm soát nghe dòng nhạc, bởi vì tự nhiên nhạc tự nhiên tắt. Nhạc đó là nhạc tĩnh tâm, CD nhạc tĩnh tâm do tôi soạn thảo. Đồng bào có thể thỉnh CD nhạc này để phụ giúp Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại làm việc cho nó ngon lành hơn. Chúng tôi rất cần có ngân sách để làm việc. Kính mong đồng bào sáng suốt nhận định rồi phụ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết để chúng ta làm việc cho thành công mỹ mãn hơn. Ủa, tiếng nhạc trở lại à? Cho tôi coi lại chút xíu nha.